Chúng ta sắp xếp các đối tượng cho nó cân đối vào cái slide này. Và sau đó thì chúng ta sẽ chùm chuột ở cái slide 3 này. Và ta chọn hiệu ứng mode cho nó. Vào transition. Và ta chọn chữ mode. Đó, khi chuyển ta chọn xong chữ mode thì các trong slide chưa cần trình chiếu, các đối tượng nó đã tự di chuyển, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạo luôn cái slide 4 để chúng ta làm liền hai cái slide này ạ. Bây giờ ta chùm chuột ở slide 3, ta copy toàn bộ đối tượng này. Ta dán xuống slide 4 này. Và lúc này thì ta sẽ thấy là con chim bồ câu này, trái tim này, nó đã xuất hiện 2 lần ở cái slide trước rồi. Và cái hình đồng hồ cát này ta sẽ xóa bỏ nó đi cho nó bớt cái không gian của slide. Và lúc này ta chuyển con vịt và con gà sang phía bên trái slide này. Để lát nữa ở slide này nó sẽ xuất hiện vào. Đấy, bây giờ ta sắp xếp cái đối tượng này vào đây. Ta chừa kéo nó ra. Ta sẽ đổ màu cho cái nền này. Còn vịt để ta xoay hướng vào cho nó một chút. Đổi xoay chiều hướng, đổi hướng di chuyển của con vật. Còn gà vậy cho nó quay vào. Xong rồi thì chúng ta cũng chùm chuột lên cái slide này. Và ta chọn, ta cũng xoay cái đối tượng đi một chút. Sau đó ta chùm kín slide để tạo hiệu ứng mode. Vào transition, ta chọn chữ mode. Đoạn này chưa hiệu ứng mode được, chúng ta bỏ ra. Các thầy cô sẽ kéo nó sang ạ. Kéo sang, ấn shift và kéo sang bên phải. Sau khi chọn đối tượng như này rồi, ta ấn shift kéo sang bên phải slide để tạo cho sự xuất hiện. Đó. Ta kéo làm sao mà lúc trước là 4 con vật ở slide này nó xuất hiện ở đây rồi. Thì ở cái slide 3 này, slide 4 này, 4 con vật ở phía bên phải của cái slide này và 2 con vịt, con gà này nó lại ở bên trái của slide. Ta xoay nó lại. Để nó vào đây. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trình chiếu từ slide 3 đến slide 4. Ta nhấp chuột. Lúc này đối tượng đã xuất hiện, đúng không ạ? Và con bây giờ nhấp chuột mũi tên trở lại thì con vật đối tượng đã di chuyển trở lại, đúng không nào? Và bây giờ ta thử trình chiếu cả 4 slide xem nó có sự liên kết với nhau, nó có hiệu ứng mode có thực hiện không ạ? Chúng ta quên lúc nãy là chưa chuyển chiều cho các slide, các đối tượng ở cái slide sau cho nó tạo cái sự khác biệt. Đó. Đây là cái phần chúng ta làm quen với cái cái hiệu ứng mốt, với cái cách là chúng ta kéo sang phía bên phải, cho nên là cái sự xuất hiện của đối tượng nó giống như mình ta cứ kéo dần nội dung sang để chúng ta tìm ra nội dung mới đấy. Đấy là đây là một cách hiệu ứng mà hiệu ứng mốt. Chúng ta thấy rằng là cái ngoài cái cách tạo hiệu ứng mốt như buổi hôm qua, thì hôm nay chúng ta thấy là cái hiệu ứng mốt lại còn thêm một cái cách là chúng ta sẽ kéo sang bên phải, đúng không ạ? Còn tương tự như vậy, nếu như các thầy cô mà chúng ta có thể thay đổi các đối tượng vận dụng vào bài tập, ví dụ nhất là cái phần mà chúng ta làm bài tập, chúng ta các bài tập mà thiết kế các trò chơi, các bài tập cái dạng trò chơi đấy, ta cứ kéo dần xuất hiện dần các đối tượng để cho học sinh nó khám phá, hoặc là các phép tính này, các câu hỏi này, hoặc ví dụ như là phải kể chuyện này, hoặc là tập đọc. Chúng ta sẽ xuất hiện từng phần mà nội dung mà có cho học sinh cần phải thực hiện, thì chúng ta sẽ để các đối tượng xuất hiện như thế này. Nó cũng là một cái cách để chúng ta giúp học sinh thay đổi cái slide bài giảng, giúp học sinh sẽ có hứng thú hơn với bài tập, đúng không ạ? Và cái hai cái cách tạo hiệu ứng mốt này chúng ta có thể vận dụng được rất nhiều trong các cái cách thiết kế slide của mình. Có thể cùng một bài slide chúng ta có thể là có những cái những slide đầu ta có thể chuyển theo cách là di chuyển từ slide trước slide sau, theo cách di chuyển xuống như thế. Và bây giờ cách này ta cũng từ slide trước slide sau, người xem có cảm giác đang kéo nó sang phía bên phải, chứ không phải là kéo nó xuống dưới, đẩy nó sang lên trên xuống dưới nữa, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay cô Văn vừa hướng dẫn cái hiệu ứng mốt này, và cô Văn cũng đã gửi tư liệu về cái để chúng ta vận dụng cái này. Cô Văn sẽ dạy một cái mà hướng dẫn học sinh trong một cái bài là bài tập đọc viết luyện tập ở trong sách Tiếng Việt là Một Bộ Cánh Diều. Mời các thầy cô chúng ta sẽ lấy tư liệu ạ. Bao thầy cô sau phần thực hành vừa rồi mà các thầy cô thấy rằng là mình làm chưa được, thì các thầy cô có thể là chia sẻ ý kiến. Mà các thầy cô, chúng ta có thể chia sẻ một vài ý kiến, hay có một cái ý kiến gì đó muốn cô Văn có thể là chia sẻ chậm hơn. Vâng, nếu như không thầy cô nào có ý kiến thì chúng ta sẽ mở một slide PowerPoint mới. Và chúng ta sẽ giải nén cái phần tư liệu mà cô Văn đã gửi vào trong nhóm đấy ạ. Và đây cô Văn sẽ chia sẻ một cái bài tập mà cô Văn đã thiết kế, và lát nữa thì các thầy cô cũng sẽ cùng cô Văn thực hành. Cô Văn tin chắc rằng là các thầy cô sẽ làm rất nhanh. Đây là cái bài tập mà cái sản phẩm mà cô Văn đã làm, thì đâu cũng gồm 4 slide. Các thầy cô cùng nhìn ạ. Đó, thì đó nó sẽ xuất hiện là cái nội dung bài tập. Phần bài tập 1 là tập đọc, ta nhấp chuột lần 2 nó sẽ xuất hiện là từng đoạn đọc, mà học sinh giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc từng đoạn, và đây là đoạn thứ 2 của bài. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vận dụng cái cách làm như vừa nãy để chúng ta làm vào trong cái thiết kế một cái slide như thế này. Chúng ta hãy mở một slide PowerPoint mới lên ạ. Chúng ta có thể copy sẵn 4 cái slide để xuống dưới này để lát chúng ta làm cho nó tiện. Vâng ạ, cô Phan Chi ạ. Nhờ ban tổ chức gửi lại tư liệu và ô chat cho một số thầy cô vào muộn ạ. Vâng, cô Phan Chi, bây giờ cô Phan hướng dẫn lại phần thực hành cái nội dung mà cô Phan vừa hướng dẫn, tức là tạo vào một bài học cụ thể. Còn lúc trước ta chỉ là tập làm quen với hiệu ứng MORPH bằng cách là kéo sang bên phải. Bây giờ chúng sẽ thực hành vào bài là chúng làm một bài thiết kế, một bài giáo án cụ thể. Thì đầu tiên chúng ta cũng chèn nền vào đây, vào format background, chúng ta đổ nền cho nó. Nếu cái slide mà ta đang làm ở phía dưới, ta cầm các thầy cô đặt vào đó và di chuyển lên phía trên, nó sẽ được vào slide 1. Xong rồi thì các thầy cô sẽ chèn, mở bộ tư liệu các thầy cô chèn vào. Chèn giống như lúc trước. Thì bộ tư liệu của chúng ta các thầy cô cứ bỏ ra, chúng ta chèn luôn vào trong slide của mình. Thì trong bộ tư liệu này gồm có tên bài này, ảnh chuột mẹ, chuột con đã tách nền, rồi thì bài tập 1, bài tập 2. Thì chúng ta chọn hết và chúng ta chèn nó vào đây. Khi xong rồi ta sẽ có thể căn chỉnh cho nó, đối tượng nó thu nhỏ lại một chút. Chúng ta trang trí, bắt đầu trang trí slide, sắp xếp tạo một cái slide. Đầu tiên là các bạn đã để cái tên bài ở phía bên trái này. Sau đó với cái hình ảnh chuột mẹ này, cô Văn để ở đây, và chuột con để ở đây. Chúng ta có thể nhiều cách bố trí chứ không phải nhất thiết cứ phải theo cách của cô Văn. Chúng ta thấy làm sao cái tạo cái khoảng trống của slide nó phù hợp là được ạ. Cái bài chuột út này thì chúng ta sẽ crop để tạo thành hai phần. Phần bài tập đố em này là câu hỏi riêng, sau trong có thể lồng ghép trong phần luyện đọc hoặc là tách riêng ra. Nhưng với học sinh lớp 1 thì cô Văn thường cho các con đọc hết một lượt. Khi trẻ đọc rồi thì trẻ vừa thuộc hiểu bài này, vừa thuộc chữ này, thì lúc đó ta mới đặt câu hỏi để tìm hiểu bài. Còn với lớp lớn thì ta làm cuốn chiếu là đọc đến đâu trả lời câu hỏi đến đó. Nhưng với học sinh lớp 1 nó quá nhỏ để các em mà làm được bài, trả lời được các câu hỏi là cả là một vấn đề lớn của cô giáo, nên là cô Văn sẽ chọn cách là cho các bạn đấy đọc hết lượt cái toàn bộ nội dung bài đã, sau đó mới cho đến phần trả lời câu hỏi. Chúng ta làm như thế này. Crop. Sau đó nhớ chuột ra ngoài, ta được một cái hình này. Các thầy cô có làm kịp không ạ? Cô nhờ ban tổ chức gửi tư liệu vào trong ô chat ạ. Cô Luyến chưa có tư liệu, cô Lan chưa có tư liệu ạ. Hoặc các cô có thể vào nhóm Zalo các cô lấy ạ. Ở trong nhóm Zalo ban tổ chức cũng đã gửi từ đầu giờ Zoom đấy ạ. Đây là được một cái phần bài đọc này. Tiếp theo ta bết tiếp cái ảnh này, thứ hai này. Con chưa quên, chưa sao chép cái ảnh kia ra mà đã crop cho nên là copy lại nó không được. Cô Văn làm lại cái phần crop ạ. Có thể cô nào chưa biết crop không ạ? Ai chưa biết crop thì gõ vào chat chữ chưa. Dạ vâng ạ. Cô Luyến ơi, cô đã lấy được tư liệu chưa ạ? Cô Luyến và cô Lan đã có tư liệu chưa ạ? Chưa. Mời ban tổ chức gửi lại ạ. Rồi đấy, cô Nụ đã gửi tư liệu vào nhóm. Có thể cô vào nhóm Zalo trong hố chat nhé. Mời cô Luyến, cô Lan và cô... Hai cô Lan ạ. Các cô sẽ vào nhóm Zalo ở trong hố chat. Vâng ạ, cô Lan đã lấy được tư liệu rồi ạ. Để crop, để cắt đối tượng thì các thầy cô vào đối tượng này, xong ta chuột phải, ta vào đối tượng này, sau đó ta vào đi chu và vào crop. Đây, một là vào đối tượng này, hai thì các thầy cô vào picture format, ba là vào crop. Xuất hiện cái phần đường viền màu đen thì các thầy cô sẽ di chuyển cái nội dung cần cắt vào bên trong để chúng ta có thể là làm được ạ. Đây, cô Văn sẽ làm lại. Thì khi màn hình xuất hiện cái biểu tượng như này thì lúc trước cô Văn đã cắt phần chữ rồi, bây giờ cô Văn muốn cắt phần hình. Ở phần câu hỏi cô Văn sẽ đưa ra mũi tên ở một góc, bất kỳ một góc nào nó xuất hiện cái mũi tên giống cái hình chữ V, cái góc vuông, cái chữ V vuông góc ấy, giống như ở cái góc đường, cái góc đen ấy, ta kéo dồn xuống phía dưới thì cái phần mà bị cắt nó sẽ bôi đen, còn cái phần mà không cắt thì nó sẽ là màu trắng. Vậy sau đó ta nhấp chuột ra ngoài màn hình, như vậy đã được cái hình đó. Chúng ta hình vẫn rộng thì chúng ta có thể là crop lần nữa, chuột phải vào hình là crop lần nữa, ta di chuyển đối tượng vào đây, di chuyển cái phần đường viền này vào cho đối tượng nó gọn gàng lại một chút thì nó sẽ không bị tốn diện tích của tốn chỗ ở trong cái slide này. Sau nhấp chuột ra ngoài như vậy đã được cái hình này rồi, ta sẽ co lại một chút nữa. Khi sắp xếp vào đây các thầy cô cũng sử dụng lưới để chúng ta làm cho nó tiện. Khi có lưới rồi chúng ta căn chỉnh đối tượng theo độ cao, độ chiều cao, chiều rộng của cái kích thước để chúng ta sẽ làm. Thì như giống như cái bài PowerPoint mẫu thì cô Văn đã để chuột mẹ đây, cái slide đây là nội dung bài này, đối con vật này, chuột này, chuột con này, chuột mẹ này, và bài tập số 2 này. Cái phần sách viết tập đọc này gồm có hai việc. Việc 1 là luyện đọc và trả lời câu hỏi, còn việc 2 là tập chép. Thì trong các bài học ngày hôm nay thì cô Văn sẽ hướng dẫn các thầy cô là chúng ta tạo cái slide bài giảng với việc 1 là đọc, Cô Luyến ơi, cô Luyến hôm qua có học buổi hôm qua không ạ? Cô gõ vào ô chat ạ, có hay không ạ? À, cô Luyến không cao vào lưới ạ. Cô Luyến ơi, không có lưới thì rồi được rồi, cô Văn sẽ hướng dẫn lại chỗ tạo lưới. Nhưng mà cái này của cô Văn là nó đã có sẵn một cái, nó có sẵn lưới rồi. Cho nên bây giờ cô Văn đây. Bây giờ đây mà cô Luyến ơi, cô mời cô nhìn lên màn hình. Chúng ta muốn tạo lưới thì đầu tiên ta vào view. Vào view và tích vào cái này. Đây của cô Văn cũng chưa. Tức là cái phần này của cô Văn là chưa có lưới, đây là cái chữ guide là chưa có, nhưng cái phiên bản Office này của cô Văn nó đã tích hợp sẵn cái lưới sẵn, mặc định sẵn ở trong này rồi. Chúng ta chỉ cần bố trí thêm lưới theo ý muốn thôi ạ. Thì thầy cô sẽ vào đây ạ. Bước 1 là cô vào view ạ. Bước 2 là cô vào guide. Để chúng ta là tạo ra cái đường để rồi tích thêm vào nó, tích vào cái ô vuông cạnh chữ guide để cho nó nhận cái lệnh là tạo lưới cho slide. Thầy Tuấn chờ lát nữa cô Văn hướng dẫn lại cách cắt nhé. Thì lúc này sẽ xuất hiện là một đường lưới ngang, một đường lưới dọc. Thì các thầy cô sẽ đưa chuột lại gần cái đường lưới dọc bất kỳ này. Thì nó xuất hiện mũi tên hai chiều, thầy cô nhấp chuột phải. Nó xuất hiện hai cái ô ở trên đầu này. Một cái biểu tượng là đường lưới dọc và một cái biểu tượng đường lưới ngang này. Khi nhấp vào đường dọc ở trên thì chúng ta sẽ xuất hiện một đường lưới bên cạnh, ta kéo nó sang đây ạ. Tùy theo cái đầu tiên ta sẽ để ra phía lề này, lề ngoài cùng bên phải này để căn cho cái làm cái lề cho cái slide. Tiếp theo đường lưới thứ hai ở đường dọc này ta cũng kéo sang lề bên trái, lúc trước ta kéo lề phải giờ kéo sang lề trái, căn sang đây ạ. Sau đó ta xuống dưới là đường lưới ngang. Ta tạo một đường lưới ngang vào cái đường ở dưới này. Kéo lên lề trên, phía trên cùng này. Và ta copy thêm một cái đường lưới ngang nữa để chúng ta cho xuống phía dưới. Như vậy ta đã có cái lề, cái đường lưới căn lề cho slide. Vậy cô Luyến đã làm được chưa ạ? Và bây giờ cô Văn sẽ hướng dẫn lại cách cắt hình ạ. Đây cô trên slide này cô Văn hướng dẫn luôn ạ. Thì ta chèn một cái hình vào đây. Sau đó ta crop. Đầu tiên để crop được cái hình này thì thầy cô phải kích chuột vào đối tượng và cái hình định cắt đấy. Ta phải kích chuột vào hình này. Sau đó ta vào picture format và xuất hiện chữ crop ở đây ạ. Đây ạ, thầy Tuấn nhìn lại, đây là bước 1 ta tích vào đối tượng để xuất hiện cái khung này. Bước 2 là ta vào picture format. Bước 3 là vào crop. Chữ crop nó nằm ở phía bên phải màn hình, cùng cái hàng dưới của picture format ấy, nhưng phía bên phải một chút ạ. Thầy Tuấn làm được chưa ạ? Khi kích chuột vào đây thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện crop này, ta sẽ nhấp vào chữ crop này ạ. Các thầy cô nhấp chuột vào chữ crop này thì xuất hiện cái màn hình như này. Chúng ta sẽ cắt này, đầu tiên là cắt phần trên, phần dưới trước này, cắt phần chữ này, thầy cô chùm chuột lên đây đấy, chùm đến phần mà cần cắt này thì cái phần bỏ đi nó sẽ vào, nó hiện màu đen, còn cái phần để lại sẽ là màu trắng. Các thầy cô sẽ cứ di chuyển cái góc, 4 cái góc bo này sao cho nó cân đối, sau đó nhấp chuột ra ngoài màn hình, ra ngoài slide, như vậy được cái phần đã cắt ạ. Tương tự thầy có thể để mà làm được thì chúng ta trước khi làm copy ạ. Cô Văn Quyên là chưa cái lệnh copy ra. Copy tại sao phải copy? Bởi vì khi copy ra thì ta cắt xong cái slide, cắt xong cái phần đó thì ta còn phần còn lại ta muốn cắt thêm thì ta sẽ có đối tượng, ta sẽ có đối tượng tiếp theo để cắt ạ. Thầy Tuấn đã crop được chưa ạ? Dạ vâng ạ, chúng ta tiếp tục ạ. Thế đến bây giờ nó sẽ sắp xếp, việc còn lại nó sẽ sắp xếp các slide này cho nó hợp lý. Ví dụ như cái phần cái slide này thì nó cái màu nó trắng nó không được đẹp đúng không ạ? Cái hình ảnh ta vừa cắt nó trắng nó không được đẹp, vậy thì ta sẽ có cách là chúng ta làm cho nó cái màu của nó sẽ đỡ trắng hơn, nó còn đỡ tạo cái nó bắt mắt hơn. Thì các thầy cô sẽ vào future format này, picture format này, các thầy cô sẽ vào chỗ close này, ta vào đối tượng cái phần nội dung bài đọc này ạ, ta vào future format, nó xuất hiện vào chữ close, xuất hiện một loạt các màu, các mẫu sẵn ta lựa chọn. Thì các thầy cô muốn chọn phần nào để chọn, ví dụ như cô Văn lên nền vàng, cô Văn muốn lấy cái nền xanh này chẳng hạn, cô Văn thử cái nền xanh này đó cũng tạo được, nó không nổi chữ bằng cái nền vàng này đúng không ạ? Đó, có các mức độ vàng, các mức độ khác nhau này. Xanh đủ các mức độ đậm nhạt, Cô Văn chọn cái hình này, cái màu này. Như vậy đương nhiên cái phần này của chúng ta đã được tô màu, trông nó bắt mắt hơn đúng không ạ? Tương tự với cái hình ba con vật ở phần câu hỏi này ở dưới cũng vậy. Chúng ta có thể là cái chuột vào đó và chúng ta chọn đổ màu cho nó. Và cái lâu này. Đây, cô Văn sẽ. Đây là một là vào đối tượng này. Một này. Hai là vào picture format. Và ba là vào color này. Nó cho các mặc định về màu sắc của những cái ảnh này. Để cho chúng ta lựa chọn. Để chúng ta có thể là trang trí cái slide của chúng ta nó đẹp hơn. Thì các thầy cô muốn chọn cái màu nào thì cho nó đẹp cái slide của mình thì chọn. Thì nó ở cái ảnh trên nó đã màu vàng rồi, dưới nhạt hơn một chút thôi ạ. Nó làm các thầy cô cũng làm tương tự với cái ảnh dưới này. Chúng ta chọn đổ màu cho nó. Thì cái này cô Văn đã chọn cái màu xanh nhạt này cho nó gần giống với cái đối tượng. Màu này hơi mờ quá. Chọn lại một chút. Đây, chọn cái màu, cô Văn chọn cái màu xanh này. Như vậy đã đổ màu cho các đối tượng rồi đúng không ạ? Và bây giờ ta sắp xếp. Sắp xếp đây, ví dụ như cái hình này giống cái slide mẫu của cô Văn. Thì là ở cái slide 1 này là đây, chuột mẹ đứng ở bên trên này, giống như chuột con đang kể về với mẹ đấy. Chúng ta sẽ sắp xếp như thế này. Cho chuột mẹ lên trên. Cái sở là bài tập này ở phía cho cái bài luyện đọc cho nó thêm một chút. Chúng ta xếp theo đường lưới cho nó tiện ạ. Chuyển cái bài này đọc này sang đây. Cái phần bài đọc này nếu có thể ta thu nhỏ lại một chút, tên bài này thu nhỏ lại một chút. Bây giờ việc là chúng ta sẽ trang trí cái slide này cho nó bắt mắt. Nói chung là nó cho nó hài hòa các đối tượng. Bạn chuột đứng vào đây. Cái bài tập người ta kéo to ra một, bài tập 2 kéo to ra một chút. Để ở đây. Đó. Và bây giờ chuột mẹ ta cũng đổ chiều cho chuột mẹ. Bằng cách là ta kéo mở rộng cái hình chuột mẹ lên và ta sẽ cho vào vào picture format này để chúng ta đổi chiều. Rotate này để ta đổi chiều cho chuột mẹ. Đó. Chuột mẹ đã quay trở lại. Và chuột con cũng vậy, ta đổi chiều chuột con giống như đang về nhà kể cho mẹ nghe ấy. Đấy. Ta cho thu nhỏ đối tượng lại một chút. Ta sắp xếp này giống như là hai mẹ con đang nói chuyện với nhau đúng không? Tay chuột đang chỉ về phía ảnh con mèo, con gà và con chó này đang kể cho mẹ nghe. Như vậy ta đã sắp xếp được cái slide thứ nhất này, đúng không ạ? Và bây giờ việc của chúng ta là tiếp theo ta sẽ các thầy cô sẽ thu nhỏ cái slide lại cho dễ làm. Đó là bao quát nó dễ hơn. Bây giờ ta sẽ trùng chuột để chúng ta copy toàn bộ các đối tượng này, chuyển sang slide 2. Và ta cũng đổ màu cho nó. Đổ màu cho cái slide 2 này. Chuột phải vào format. Background ta cũng đổ màu. Thì màu nền nó tương đối, nó tương đồng với nhau. Cô Văn sẽ chọn cái màu này. Đó, như vậy nó giống nhau rồi. Thì lúc này là cái slide 2 này đã giống slide 1. Nhưng lúc này chúng ta muốn rằng là cái đầu việc sau cái slide giới thiệu bài này, đây là slide đầu tiên khi giới thiệu bắt đầu vào bài, là chúng ta ra sau phần khởi động nó sẽ đến cái slide bài tập đọc, bài đọc rồi đúng không ạ? Vậy thì đầu khi chúng ta muốn rằng là chúng ta nhấp chuột một cái là cái từ slide 1 này chuyển đến cái yêu cầu. Ta khi ta nên yêu cầu bài tập cho học sinh là bài hôm nay các con sẽ có hai bài tập. Bài tập 1 là luyện tập đọc bài chuột út 2 phần 2, và trong đó khi luyện đọc bài chuột út phần 2 sẽ trả lời một câu hỏi. Sau khi trả lời xong hỏi ta sẽ chuyển đến phần 2 là tập chép. Vậy đấy là phần giới thiệu bài của giáo viên đối với học sinh. Thì khi nói xong cái câu giới thiệu bài ấy là giới thiệu tiếp là chúng ta vào việc bài tập 1. Thì khi ta nhấp chuột đồng thời khi nói câu là vào chúng ta bắt đầu vào bài tập 1 thì nhấp chuột một cái là slide sẽ chuyển đến bài tập 1. Thì ta sẽ làm gì? Các thầy cô sẽ copy cái hình này, các thầy cô copy để các thầy cô dán ra bên ngoài này, cho ta bên ngón trái slide này. Đó, cho ta bên này các thầy cô có thể là ấn Ctrl và chúng ta kéo chuột nhỏ lại một chút nữa cho dễ làm, dễ quan sát. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy cái chữ cái phần bài đọc này, bài tập 1 đây có cả cái hình này nữa, cả cái hình con gà con chó này, là toàn bộ đây là nội dung bài tập 1 ta để ra đây. Thế vậy lúc này thì cái phần cái phần còn lại trong cái phần này thì chúng ta sẽ dịch chuyển nó đi và ta chuyển để nó xong rồi thì bây giờ các thầy cô sẽ chùm chuột vào đây và các thầy cô sẽ nhấn phím shift để cô kéo sang phải sao cho cái nội dung bài tập 1 này nó sẽ chuyển đến đây. Đấy, như vậy rồi ta sẽ bỏ chuột ra và ta sẽ di chuyển vào đối tượng này. Ví dụ chuột út này xuất hiện rồi đúng không ạ, thì chúng ta sẽ bỏ nó đi, không để nó ở đây nữa. Cái này cũng có cái hình con chó con mèo này vẫn để lại vì đây là bài tập 1 gồm có hai phần, phần 1 là đọc, phần 2 trả lời câu hỏi. Thì ta muốn là cái hình ảnh này sẽ xuất hiện lại ở slide sau, ta cứ để nguyên. Chuột mà câu hỏi là ta chuyển cái này ra đây và cho chuột mẹ và chuột con quay trở lại cái này và cái hình tên bài này, cái phần bài này ta sẽ cho sang phía bên này. Ta để ở góc đầu này. Đó, và lúc người ta cho chuột mẹ đứng ở đây và chuột con cũng đứng ở phía dưới này. Ta sẽ cho hai mẹ con đứng lệch nhau một chút để cho cái chữ bài vào giữa để cho chuột mẹ vẫn ở vị trí này cho nó thuận lợi. Đó, giống như là mẹ con đang nói chuyện đó. Ta kéo to lên một chút ạ. Ta điều chỉnh kích cỡ vì lúc này ta đã bỏ bớt một số đối tượng ra rồi nên các đối tượng còn lại ta có nhiều khoảng trống, ta sẽ cho nó tăng kích cỡ lên. Cái bài tập đọc này cũng vậy, cái phần bài tập ta cũng cho to kích cỡ lên. Và tiếp theo nữa là sẽ đến phần tiếp theo là sẽ có cái phần tập đọc cái bài chuột út. Thì cái phần trong cái slide mẫu của cô Văn đây có một cái phần phần này là phần bản này là bản Word. Thì cô Văn lúc nãy là quên chưa để trong cái Word này ở trong chưa để cái Word này ở trong cái phần slide trong phần tư liệu. Thì cô Văn lại quên đi mất. Bây giờ cô Văn sẽ có cái này để cô Văn gửi vào ô chat cho cái này các thầy cô như cái các cô thì cô tiện này. Nó cũng ngắn thôi, không nhiều. Nó chỉ có mấy câu thôi. Cô Văn gửi vào ô chat đấy. Các thầy cô có thể tải cái câu này về. Bởi vì là cái phần này là ta muốn cho nó sự thay đổi về cái màu sắc và cái giao diện của cái bài tập đọc. Thì chúng ta sẽ chuyển cái phần Word này vào để chúng ta làm cho nó chèn vào slide cho nó đẹp mắt. Chúng ta bết cái nội dung cho cái này vào phía bên phải. Ta kéo căn chỉnh nó ra. Và ta cho thêm chữ tập đọc vào đây. Lúc nãy cô Văn chắc là quên chưa để ở cái kia là cái chữ tập đọc. Lúc này thành ảnh mất rồi. Cái này cô có thể gõ thêm chữ tập đọc vào đầu của cái phần đầu của cái này ạ. Chỗ bên chữ chuột út, cùng hàng với chuột út đấy, ta cho chữ tập đọc vào đó. Sau đó ta căn chỉnh cho nó vừa. Sau khi xong rồi có thể cô cũng chùm chuột kín slide để cho chúng ta tạo hiệu ứng cho nó. Cái này nó để chèn ở slide 3 các thầy cô nhé. Cô phải chèn slide 1, chèn slide 2, chèn slide 3 kìa. Thầy cô, khi chèn slide 3 để nó xuất hiện. Đúng rồi, cô Văn nhầm. Cứ vấn đề là phải để ở đây. Để lát nữa khi nó chuyển dịch thì nó sẽ chưa biết thì vào đây. Ở slide 2 vậy các thầy cô xong rồi, cô chùn chuột và chọn hiệu ứng mốt. Đó, các slide đã có sự dịch chuyển. Ta quay trở lại slide 1, ta cũng tạo chùm chuột để tạo hiệu ứng cho nó. Nhấp vào trên season và ta nhấp vào mode. Như vậy đã xong. Và chúng ta thử trình chiếu hai cái slide này. Các thầy cô đã làm kịp chưa ạ? Vâng ạ. Bây giờ nó sẽ trình chiếu slide ạ. Ta bấm trình chiếu. Sau đó nhấp chuột. Đó. Như vậy đã hai slide 1 và slide 2 đã có sự dịch chuyển rất là nhẹ, mượt mà đúng không? Bây giờ đến slide 3 ta cũng làm tương tự vậy, ta chùm chuột copy toàn bộ nội dung slide 2 ta đặt vào slide 3. Sau đó ta cũng đổi màu cho cái nền này. Cái máy của cô Văn copy đã bị mất nền. Thì bây giờ tiếp theo là đến phần luyện đọc từng câu đúng không ạ? Vậy thì lúc này cái bài ta sẽ chèn cái phần bài tập mà cô Văn vừa gửi trong phần Word đấy ạ. Thì cô sẽ copy và sẽ chuyển nó sang bên trái slide số 3. Xếp ở bên trái slide số 3. Đó, tức là khi mà ta giới thiệu bài xong rồi thì bây giờ đến phần slide 1, slide 2 là nêu nhiệm vụ. Rồi nêu bài tập 1. Thì bây giờ bài tập 1 thì có hai việc. Việc 1 là đọc, luyện đọc, và việc 2 là làm trả lời câu hỏi. Vậy thì ta lại chuyển slide lần tiếp theo là cho học sinh luyện đọc. Giới thiệu bài chuột út này, chuột út 2 này cho học sinh biết. để học sinh tập trung vào cái bài để học sinh đọc tốt hơn. Vậy thì ta đặt cái bài chuột úp, bài tập đọc chuột úp được rồi, ta cũng chùm chuột. Chùm chuột vào cái slide 3 này. Chùm chuột vào slide 3 để ta dịch chuyển cái đối tượng này kéo sang bên phải để cho chúng ta sẽ có cái, khi nó dịch chuyển sang bên phải thì cái slide 3 này nó sẽ có cái nội dung bài đấy. Ta chùm chuột để ta dịch chuyển các đối tượng sang bên phải, nhấn shift, thầy cô nhấn shift này, sau đó dịch chuyển nó sang đây. Thì lúc này cái phần bài tập đọc chuột út đã ở phía lửa bên trái slide của chúng ta rồi. Lúc này ta sẽ bỏ cái phần cái chữ chuột út này đi, bỏ cả cái hình ảnh con gà con chó này đi, bỏ chuột út đi này, bỏ cái bài đọc màu vàng đi, ta xóa hình con chó này đi. Ta bỏ cả cái tên bài đi. Ta chỉ để cho chuột mẹ và chuột con đấy thôi. Bởi vì thực ra lúc này ta để tên đầu bài và nó không hợp lý lắm. Thế nên là bài tập nó cho ra ngoài. Đó, ta sắp xếp mà cái ảnh bài tập mà ba con vật với cái câu tập chép này ta để phía bên phải của ngoài slide. Còn cái con thỏ mẹ này và con thỏ con này ta cho vào đây. Kéo cao thỏ mẹ lên một chút. Thỏ con để ở đây, đưa gần đến chỗ thỏ mẹ, đứng cái dòng này. Các thầy cô được chưa? Sau đó ta chùm chuột và ta cũng chọn hiệu ứng mốt cho nó. Đúng rồi, thầy An đấy, cô An ạ. Chúng ta sử dụng hiệu ứng mốt này là rất tiện lợi cho chúng ta. Bởi vì là vào nếu làm hiệu ứng cho từng đối tượng thì rất nhiều hiệu ứng là một. Thứ hai là trên cái thẻ animation đấy, khi chúng ta làm hiệu ứng thì phải đặt tên này. Rồi thì nếu như mà còn phải thêm nữa là phải dùng rất nhiều, thậm chí một đối tượng rất nhiều hiệu ứng. Nên mất thời gian, đầu tiên là cô Văn khẳng định là mất rất nhiều thời gian nếu như dùng animation. Còn trong hiệu ứng mode này thì cái sự chuyển slide rất thuận lợi. Kể cả trong một bài, chúng ta có thể copy hai cái slide đấy, một bài ta trình bày ở hai cái slide cũng vẫn được. Ví dụ như một bài có nhiều thêm phép tính, ta sẽ chia nhỏ bài tập ra thành nhiều slide. Như vậy thì ta cũng có thể dùng cái hiệu ứng mode này để chuyển từ phép tính thứ nhất hoặc là cột tính thứ nhất sang cột tính thứ hai bằng cách làm tương tự như vậy. Chúng ta sẽ sắp xếp các đối tượng của cái bài tập đấy giống cách như thế này. Và chúng ta một bài tập thì bình thường là nếu như thường hay tiết kiệm slide thì ta chỉ làm 9-10 slide trong một bài tập, đúng không ạ? Nhưng nếu như mà khi chúng ta không muốn thiết kế trên animation, chúng ta dùng hiệu ứng mode, ta có thể chia nhỏ cái bài tập thành 2-3 slide. Thay vì một slide trước kia ta chồng chéo các hiệu ứng lên với nhau, thì bây giờ ta có thể là một bài tập ấy ta chia nhỏ ra thành 2 slide chẳng hạn. Đấy, 2 slide đẹp nhất. Thì nó sẽ có sự dịch chuyển trong hai cái slide đấy là một bài tập. Khi ta dịch chuyển mũi tên di chuyển tiến lên thì nó đến từng phần một đối tượng, xong tiếp ta dịch chuyển quay trở lại thì nó về cái yêu cầu ban đầu của bài. Như vậy nó cũng đã có cái sự liên kết liên hoàn trong một bài tập, mặc dù là 2 slide nhưng ta chỉ cần một nhấp chuột thôi, ta có thể tạo cái hiệu ứng từ cái yêu cầu 1 đến yêu cầu 2 của một bài tập. Các thầy cô đã chọn xong hiệu ứng mốt cho các đối tượng chưa ạ? nhấp vào đây chọn hiệu ứng cho nó. Đó, các đối tượng đã có thể di chuyển được rồi. Thì bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái phần thứ ba là cái phần sẽ tạo luyện đọc từng câu một. Vậy thì cái chúng ta quay trở lại, chúng ta sẽ chèn một cái slide, cái câu, chèn cái ảnh, cái bài tập ban đầu đấy ạ. Ta để màu trắng cho nó, cho thầy cô. Quay trở lại cái bài tập 1, chúng ta sẽ copy cái một cái thẻ, cái tấm, cái này đây, cái bài đọc chuột út này, ta copy đến một cái và ta sẽ chuyển xuống dưới để ta tách, và cái slide trắng ở dưới này ta dán vào đây để ta copy nó thành từng câu một ra để cho luyện đọc cho nó dễ. Để luyện đọc từng đoạn một, nhưng trong từng đoạn ta có các câu, bởi vì lúc này cái slide của ta sẽ rất thoáng, ta sẽ tách từng câu một ra để cho nó trang trí vào slide. Này ta cho to slide lên để ta cắt cho dễ. Đây, cô Văn sẽ cho cái slide nó to như này và kéo căng ở đây. Mục đích kéo to là làm gì? Để khi ta cắt nhỏ từng dòng chữ này thì nó sẽ vẫn còn cái độ lớn. Này, ví dụ như ta sẽ đầu tiên sẽ cắt dùng phím Windows Shift S để ta cắt từng câu một ra để cho nó hợp lý. Ta sẽ cắt câu đầu tiên này, chuột út 2, tên đầu bài và cái câu thứ ta không cần cắt câu này, ta chỉ cắt câu này, câu chuột út lớn hở kẻ thôi. Còn bài tập đọc cái lúc trước đã nêu rồi, không cần nữa. Đó, ta copy cái này, ta dán vào cái chỗ này, dán vào cái slide trên này. Dán vào đây. Được một câu. Tiếp tục bằng cách cắt tương tự, ta cắt từng câu một. Ta cắt từng câu một, ta dán nó vào đây. Cái này làm hơi thủ công, hơi mất công một chút, nhưng mà chúng ta cũng làm để trang trí cho cái slide của chúng ta. Vì lúc trước cô Văn zoom to cho nên là nó sẽ, cái chữ đầu tiên nó sẽ bị to quá cỡ. Bây giờ cô Văn sẽ zoom nó nhỏ lại để cho nó cân đối với các thẻ chữ đằng sau này. Ta cứ cắt từng câu một thôi. Câu nào mà nó bị gấp xuống dòng thì lát ta gõ một cái text box, chúng ta sẽ gõ riêng câu ấy ra. Mục đích cắt từng câu một để làm gì? Ta cho học sinh đọc theo đoạn. Ví dụ như là lần slide thứ nhất, slide thứ 3 này, slide thứ 4 sẽ là slide đọc từng đoạn 1 của bài để cho học sinh nắm được. Tuy rằng với lớp 1 nhưng mà chúng ta cũng cho học sinh làm quen với câu và đoạn một bài để cho các em có tiếp cận với tiếp cận dần với cái chương trình của lớp lớn. Còn cái câu nó nằm thu lu trên sân này rồi nó luôn liếm chân liếm cỏ và nhìn con rất thân thiện, ta thể gõ text box, ta gõ trực tiếp vào đây luôn. Và insert ta gõ một cái text box và xếp này, ta gõ một cái hình chữ nhật này, sau đó ta cũng đổ nền vàng cho nó giống như cái hình trên kia. Vào xếp format này, ta vào xếp fill này, ta cũng chọn cái màu vàng nhạt ấy, ta đổ màu cho cái này. Thì như cái này nó không được giống màu nên không sao cả. Chúng ta sẽ dùng cái rubber này, ta sẽ hút màu của cái nền này vào đây, như vậy đã được cái màu nền. Và bây giờ chúng sẽ đặt nhấn đúp chuột vào cái hình này, ta gõ này, nó nằm thu lu Jensen. Trời ơi, chữ màu trắng. Rồi cho chữ màu đen lên cho nó nổi. Cho dấu chấm ở cuối câu. Căn kéo câu hoa lại cho nó vừa. Rồi, lúc này ta cũng ta copy nó và ta dán nó vào copy và dán nó vào slide 3 dưới dạng ảnh. Ta dán và các thầy cô chọn vào cái base này, nhưng thêm cái biểu tượng ảnh ở bên cạnh này thì chữ nó không bị dịch chuyển nữa. Nhưng mà nó hơi đậm. Thôi không sao cả. Tiếp theo còn câu nữa là câu nó luôn liếm chân liếm cỏ và nhìn con rất thân thiện. Chúng ta cũng gõ lại cái câu này. Sau đó chúng ta cũng coi chị điều chỉnh lại và ta cũng copy nó, dán dưới dạng ảnh. Và còn câu nữa là con mà đến gần nó sẽ ăn thịt con đó. Như vậy xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lại theo đoạn. Ví dụ như là đoạn 1 sẽ là gồm có câu là chuột út hớn hở kể tiếp này, rồi đến chỗ rất thân thiện. Đó là đoạn 1. Chúng ta sẽ sắp xếp những cái câu này ở phía bên trái của slide. Còn lại thì chúng ta sẽ chuyển nó sang ở phía bên phải. Còn câu chuột mẹ la lớn này, đó là kẻ thù của nhà chuột, thì ta nhấn phím shift đồng thời tích vào cái đối tượng này. Di chuyển nó sang phía bên phải màn hình này, bên phải slide này. Mục đích để làm gì? Để cho khi lát nữa mà nó có xuất hiện ở cái slide này rồi nó xuống slide dưới thì nó vẫn có cái sự lặp lại, để nó sẽ chuyển hiệu ứng mốt. Đấy, mục đích là chúng ta copy sang bên có sang bên slide này để chúng ta làm, thì tí nữa ở slide sau cái dòng này xuất hiện lại thì nó đã có mặt ở slide trước rồi, thì nó sẽ đổi được hiệu ứng cho cái chuyển đến slide sau. Đó. Sau khi xong rồi thì có thể cô có thể sắp xếp lại slide một chút. Chúng ta sắp xếp cho nó cân đối. Ví dụ như cái này cô văn cho chút nuôi lên một chút này. Xong rồi chúng ta cũng chùm chuột để chúng ta chọn tất cả các slide này và ta kéo dịch chuyển nó sang phía bên phải, ấn phím shift và kéo nó sang bên phải. Khi những dòng chữ của bài đọc này nó đã vào trong giữa slide, nó dừng lại một chút, nhả tay ra và ta có thể ta sắp xếp. Ví dụ cái bài khung bài, cái phần vuốt mà chuột út này, lúc này ta sẽ không dùng đến nữa, bởi vì một nửa đoạn 1 đã để ở trên màn hình, ở trên slide, còn nửa còn lại là phía bên trái rồi. Vậy ta sẽ bỏ cái này đi, nó không cần thiết, ta bỏ nó đi. Chưa nhấp chưa ra ngoài, ta bỏ hết cái phần này đi, bỏ cái dòng chỗ chuột út này đi, ta xóa nó đi, kích vào dòng mũi tên 4 chiều, ta xóa. Vậy lúc này ta sẽ chúng ta tăng cỡ slide lên cho dễ sắp xếp. Rồi ta sẽ sắp xếp cái câu này xuống đây. Và lúc ta cũng cho chuột mẹ và chuột con vào trong slide này. Thì lúc này ta sẽ để chuột mẹ ở phía này và chuột con ta lưu ra đây một chút. Khoảng này vẫn trống, chúng ta cứ để con chuột ở đây. Xong ta quay đổi hướng con chuột để lại, cho nó quay về, hai mẹ con quay cùng một chiều. Đấy, quay chuột con đang nhìn vào cái phần câu đọc này. Ta căn chỉnh chuột mẹ làm sao cho khỏi trầm, không trầm ra khỏi cái đường lưới của slide này. Và lúc này thì chúng ta thấy rằng là cái đối tượng còn lại là cái phần câu, 3 cái câu còn lại của đoạn 2 này, thì chúng ta cũng phải di chuyển nó vào gần slide này. Đó. Và tiếp theo là đến cái phần con gà trống này. Chúng ta cứ để cái con gà, cái nào mà chưa xuất hiện, chưa sử dụng đến, ta cứ để lặp lại ở đợt slide này. Bởi vì nó có sự lặp lại thì nó mới có hiệu ứng mốt. Cho nên ta cứ để những cái đối tượng này vào đây. Xong chưa? Các thầy cô xong chưa? Xong rồi thì chúng ta sẽ ví dụ cái phần cô Văn sắp xếp như này. Vì sao? Bởi vì hướng dẫn học sinh qua phần bài đọc, hướng dẫn cách xếp câu. Ví dụ là câu nói chuột út hớn hở kể là câu đầu tiên này, để cách lè một ô này. Câu nói trích lời nói của chuột, chữ đầu tiên đã để cách lè một ô này. Còn câu nó là nằm thu lưu trên sân này, rồi nó luôn liếm chân liếm cổ và nhìn con rất thân thiện. Thì chỗ này chúng ta có thể nói cho khi trình bày thì học sinh cũng hiểu rằng là đây là cái câu này không phải là câu chữ đầu tiên của bài, nên ta có thể viết sát lề. Còn cái câu đầu tiên của bài này là phải viết khi nói như vậy, đọc như khi viết, trình bày về cách lề một ô. Đấy là cái trong quá trình dạy lớp 1 là cô Văn luôn luôn phải nhắc học sinh từng việc trình bày bảng của mình, bài đọc trong sách cô Văn đều phải nhắc lại cái quy ước này để học sinh ngấm dần khi đến phần bài viết chính tả thì các bạn ấy sẽ nhớ. Chỉ cần nhắc là câu đầu bài viết thế nào, chữ đầu tiên của trong câu viết thế nào, trong câu đầu tiên của bài các bạn viết thế nào, các bạn sẽ nhớ được. Sau đó ta chùm chuột. Các thầy cô chùm chuột lên đây. Và quên của bạn, chúng ta sẽ chèn tiếp. Chèn, ta sẽ copy 3 cái câu này. 3 cái câu còn lại của đoạn 2 ta copy ra. Và ta sẽ dán nó vào phía bên trái của slide để lát nữa nó có thể nó sẽ xuất hiện lại ở trong cái slide thứ tư. Thì chúng ta phải có xuất hiện ở đây. Vậy nên phần này ta lát ta kéo đây. Khi kéo nó về đây nó có sẽ xuất hiện ở đây đúng không ạ? Mà cái chỗ này ta chưa để đến. Cô Vân nhầm mất. Cái này ta chưa chuyển xuống slide 4. Cái này nó sẽ là phải có ở slide 4 chứ không phải có ở slide 3. Slide 3 nó nằm phía bên phải màn hình của slide rồi. Bây giờ chùm chuột để ta chọn hiệu ứng mốt cho cái slide số 3 này. Đó, các đối tượng đã được chuyển. Trình chiếu tiếp, ta làm tiếp bằng cách ta copy toàn bộ nội dung của slide 3. Copy, ta dán vào slide 4. Sau đó, ta cũng sắp xếp lại những đối tượng nào đã sử dụng rồi mà không còn lặp lại nữa, không dùng đến nữa thì chúng ta sẽ bỏ nó đi. Ví dụ như là cái câu ở cái slide 4 này thì chúng ta sẽ chùm chuột lên cái slide 4 này để chúng ta dịch chuyển ba cái câu còn lại của đoạn 2 này, dịch chuyển sang phía bên phải để nó sẽ làm gọn vào trong cái nửa trái của slide. Đó, đến đây rồi. Thì chúng ta sẽ bỏ ra và chúng ta sẽ cái câu 4 câu đầu tiên của đoạn của cái slide 1 này thì chúng ta nhấn phím shift và ta xóa nó đi bởi vì nó đã dùng đến rồi. Và chúng ta đưa chuột mẹ vào bên này thì và chuột con quay trở lại đây. Ta đổi chiều cho chuột con. Ta căn chỉnh các đối tượng cho phù hợp. Lúc này ta có thể ta có thể xóa cái câu này đi. Cái câu chuột mẹ này, ba câu bên phải ta bỏ đi cũng được. Ta cho gần cái ảnh này vào, cái phần bài tập mà câu hỏi này. Sau khi trả lời xong thì cái câu hỏi này sẽ xuất hiện đúng không ạ? Vậy thì bây giờ ta sẽ chùm chuột vào slide 4 này. Ta sẽ chọn hiệu ứng mốt. Đó, như vậy đã xong. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trình chiếu từ slide 3 đến slide 4. Ta trình chiếu. Đó, các đối tượng đã di chuyển đúng không nào? Vậy bây giờ ta thử trình chiếu từ slide 1 đến slide 4 xem cái hiệu ứng sẽ như thế nào. Đó, tương đối tốt đúng không ạ? Ban thầy cô đã trình chiếu được 4 slide. Mượt mà thì hãy gõ vào ô chat số 4 ạ. Có thể cô nào làm không ạ? Thì cô nào thực hành không ạ? À, cô Lam. Rồi, cảm ơn cô Lam, cô Liễu, cô Thúy Liễu, cô Phi Thảo. Các thầy cô khác ạ? Các thầy cô có theo kịp không ạ? Là cô Bảo Châu, thầy Đệ. Các thầy cô khác ạ? Phòng Zoom của chúng ta những gần 70 người ạ. Rồi, cô Chu Anh đã xong. Thầy Tuấn đã hiểu cách làm. Vâng ạ, đúng rồi ạ. Cách làm thì giống nhau. Chỉ có điều là tùy theo từng bài mình có cách sắp xếp các đối tượng làm sao cho nó cái sự di chuyển nó trước tiên là nó hài hòa, nó hợp, nó phù hợp. Và khi mà người xem nhìn vào cái slide thì cảm thấy là nó rất là hài hòa, hay gọi cái gì nó sắp xếp khoa học ấy. Trời, thầy Tuấn vẫn chưa cắt được chữ ạ. À, thầy có biết dùng cái phím chụp cắt trên màn hình là và chụp ảnh trên màn hình là ấn phím shift. Đây để cô Văn gõ dây cho thầy. Thầy sẽ ấn đồng thời cái phím này, giữ cùng một lúc phím shift cộng với cái cửa sổ Windows. Đầu tiên là cửa sổ Windows trước. Bấm vào cửa sổ Windows này. Cộng với Shift. Và cộng với phím S. Đồng thời ba phím này. Khi thầy ấn đồng thời ba phím này cùng một lúc thì thầy sẽ cái màn hình nó sẽ bị tối đi. Và cái lúc này con chuột chúng ta xuất hiện hình dấu cộng. Thầy sẽ đặt cái dấu con chuột dấu cộng đó vào vị trí thầy muốn cắt và thầy sẽ kéo đến đúng cái vị trí cái kích thước thầy cần, thì thầy sau đó thầy nhả chuột, nhả tay phím ra, nhả cái tay trái bàn phím ra, nhả ra. Lúc này thầy sẽ copy sang bếp sang một cái vị trí khác hoặc biết tại vị trí đó nó sẽ tạo được một cái ảnh. À, vâng, như vậy là với cái sự hướng dẫn vừa rồi thì còn phần nữa là cái phần bài tập này thôi, cái bài tập mà trả lời câu hỏi này thôi. Thì cô Phong hy vọng rằng là với sự hướng dẫn như vậy thì chắc chắn các thầy cô sẽ làm tiếp các slide tiếp theo, đúng không nhỉ? Và thầy cô sẽ sử dụng vào cái vận dụng vào một cái bài giáo án cụ thể của mình. Đây là cô Văn chỉ hướng dẫn một cái bài tập 1 mà chúng ta đã có đến 5 slide, 5-6 slide một bài tập đọc. Cái quy trình bài tập đọc là có 5-6 slide, 5 đến 6 slide. Nếu như thêm một cái slide mở đầu, một cái slide khởi động thì nó sẽ là và một cái slide kết thúc thì đó tầm khoảng độ 9 đến 10 slide, đúng không ạ? Vâng, như vậy là cái từ nãy đến giờ cô Văn đã chia sẻ với thầy cô về kiến thức về cái hiệu ứng MORPH theo cách là sẽ kéo sang bên phải, giống như là mình đang trượt trang sách ấy. Như vậy thầy cô thấy rằng là cái cũng là hiệu ứng MORPH, nhưng mà nó sẽ có ít nhất là đến thời điểm này chúng ta thấy là có hai cách để tạo hiệu ứng MORPH trong slide, đúng không ạ? Phần chia sẻ của cô Văn đến đây là hết ạ. Rất cảm ơn thầy cô đã vào học ạ. Bây giờ anh xin nhường lời cho MC của chúng ta. Vâng, cảm ơn cô Văn rất là nhiều. Xin mời các thầy cô hãy thả những trái tim, những bông hoa yêu thương vào phần chat để cảm ơn cô Văn đi ạ. Trong buổi học ngày hôm nay, cô Văn đã chia sẻ với lại chúng ta rất là nhiều kiến thức bổ ích và cái cách tạo được cái hiệu ứng MORPH vào trong các slide để cho các slide của chúng ta thêm mượt mà. Thì một lần nữa, cô Thảo xin cảm ơn tất cả các thầy cô cũng có mặt và tương tác, cũng như là thực hành bài tập với cô Văn và chúng ta có được một cái sản phẩm thật là tuyệt vời. Thầy cô nào đã tạo được cho mình một cái sản phẩm rồi thì chúng ta hãy comment vào phần chat là ngon đi ạ. Rất nhiều thầy cô đã hoàn thành được sản phẩm của mình. Chúc mừng tất cả các thầy cô. Và trong buổi học ngày hôm nay thì sau phần chia sẻ thật tuyệt vời của cô Văn, thầy cô nào còn có điều gì muốn tâm sự, muốn chia sẻ thì xin mời các thầy cô hãy raise hand lên để mình cùng chia sẻ những cảm xúc của mình trong buổi học ngày hôm nay ạ. Xin mời các thầy cô. Xin mời các thầy cô hãy raise hand lên để mình chia sẻ cùng với nhau, tâm sự với nhau sau một buổi học. Cảm xúc của mình như thế nào khi mình tạo ra được những sản phẩm tuyệt vời này? Cô Thảo đã thấy được cánh tay cô Thúy Liễu. Mời cô Liễu ạ. Xin chào cô Thảo, chào tất cả các thầy cô có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Chúc cho các thầy cô học tập thật là vui vẻ. Và các thầy cô cảm thấy thế nào khi mà chúng ta vừa kết thúc 2 buổi học về hiệu ứng MORPH? Hãy comment 2 chữ vào trong phần chat của chúng ta nha. Mời thầy cô. Hãy comment 2 cái từ mà thầy cô cảm nhận được về 2 buổi học mà cô Văn đã chia sẻ cho chúng ta. Vâng, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Vâng, đây là một cái hiệu ứng rất là hay thầy cô ạ. Thì cô Văn hôm nay là cô Văn đã hướng dẫn cho chúng ta đó là hiệu ứng MORPH di chuyển từ trái sang phải. Nhưng các thầy cô cũng có thể biến tấu nó thành cách khác theo mục đích của mình. Nhớ thầy cô. Ví dụ như thầy cô thấy là cô Văn làm ở bên phải sai nhưng mà thầy cô không thích vậy, thầy cô thích làm theo nội dung. Thầy cô cũng có thể cắt theo cái phần nội dung của thầy cô. Hoặc là thầy cô cũng có thể đem hình con chuột lên trên. Bởi vì con chuột nói trước, bà mẹ nói sau, con chuột mẹ nói sau. Thầy cô có thể đưa con chuột mẹ lên trên, đưa con chuột con lên trên, đưa con chuột mẹ xuống dưới để cho nó phù hợp. Hoặc là đặt con chuột bên góc bên trái ở trên con chuột con, rồi góc bên dưới là con chuột mẹ. Hoặc là con chuột mẹ quay, con chuột con quay mặt vào con chuột mẹ để hai con đang nói chuyện với nhau, đúng không thầy cô? Thì cái đó chính là những cái mà thầy cô có thể biến tấu rất nhiều, đúng không thầy cô? Và khi chúng ta chỉ cần xoay một chút xíu thôi, đảo một chút xíu thôi thì hiệu ứng nó rất mượt mà và cảm giác như là cái slide đang chuyển động. Và khi có một cái gì đó động động trước mắt thầy cô thì cũng như học sinh thì cái gì động động thì mình sẽ quan sát, đúng không thầy cô? Thì đó chính là một cách mà tạo cho học sinh chú ý, tập trung vào trong bài giảng của chúng ta, đúng thầy cô? Vậy thì hiệu ứng MORPH chính là một hiệu ứng giảm bớt áp lực về cách mà ta trình bày, cách soạn giảng cũng như trong quá trình thiết kế. Đây chính là một cái phương pháp mà thầy cô giúp cho thầy cô soạn bài được nhanh hơn, lẹ hơn. Trong vòng chỉ vài slide thôi, thầy cô có thể nhân nó lên và thầy cô chuyển đổi những vị trí là thầy cô có được bài mới liền, slide mới liền. Có hấp dẫn không thầy cô? Thì nãy giờ thầy cô thấy cô Văn nói giảng cho chúng ta rất nhiều và khi cô Liễu nói lại thì thầy cô cảm thấy thế nào ạ? Thầy cô có cảm thấy là nó càng tuyệt vời hơn không ạ? Vâng, đó chính là cách mà mình sẽ khai thác hiệu ứng MORPH ở trong bài giảng của chúng ta. Và sau 2 ngày mà cô Văn đã truyền thụ cho chúng ta là 2 ngày mà cô Văn rất là hồi hộp, rất là lo lắng và không biết là mình làm được như vậy đã có tốt chưa hay là có hoàn chỉnh chưa. Ước gì có thầy cô nào đó nói vài lời về bài giảng của cô Văn để cho cô Văn cảm thấy là mình cảm thấy là mình hạnh phúc hơn, mình vui vẻ hơn và chắc chắn là mình sẽ cố gắng nhiều hơn để đem đến những bài học thú vị hơn cho các thầy cô. Vậy thì các thầy cô hãy cho cô Văn những cái cánh tay điện tử màu vàng lên đi ạ, làm rung màn hình lên đi ạ để tiếp thêm động lực cho cô Văn nha. Xin mời tất cả thầy cô. Cô Liễu thấy có nhiều cánh tay đưa lên rồi. Chắc chắn là các thầy cô rất yêu quý cô Văn. Và bây giờ xin nhường lại cho cô Phi Thảo điều phối tiếp nha. Cảm ơn cô Liễu đã chia sẻ với lại mọi người, cả nhà chúng ta. Và tất cả những điều cô Liễu nhận xét và rút ra những cái kinh nghiệm từ cô Liễu thì đã giúp cho các thầy cô cũng như là cô Thảo đã nhớ bài một cách sâu sắc hơn. Và tiếp theo cô Thảo xin mời cô Hoa, cô Nguyễn Thị Hoa có đôi lời với lại cả phòng Zoom chúng ta hôm nay ạ. Cô Hoa xin chào tất cả các thầy cô. Và lời đầu tiên thì cô Hoa xin thực sự hôm nay là cô Hoa rất là vui, bởi vì là cô Hoa đã hiểu được nhận được cái hiệu ứng mốt là như thế nào. Thực ra trước đây cũng đã nghe rồi và cũng đã có quan sát mà học rồi, nhưng mà cô Hoa lại không theo kịp và cũng chưa hiểu nó cách làm như thế nào. Thì thực sự là hôm nay cô Hoa rất vui và cô Hoa đã cô Văn hướng dẫn một cách rất là cụ thể chi tiết, nên là cô Hoa đã theo được và làm được, và khi làm được thì thực sự là rất là vui, rất là phấn khởi. Thực sự cái này là cô Hoa sẽ áp dụng vào cái công việc của mình, cũng như là có thể là truyền lại cho các thầy cô khác khi cần thiết. Thế và không biết nói gì hơn là xin cảm ơn ban tổ chức lớp học, và đặc biệt cảm ơn cô Văn. Cảm ơn tất cả các thầy cô. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe. Và vâng, cảm ơn cô Hoa rất là nhiều. Tất cả những sự chia sẻ của cô Hoa cũng như là cái cảm nhận của các thầy cô thì cô Thảo đọc trong cái phần nhắn tin của các thầy cô trong khung chat. Là cảm ơn cô Văn rất là nhiều. Qua những hai cái buổi chia sẻ này thì cô Văn đã giúp cho các thầy cô biết được, hiểu rõ và làm được các sản phẩm về hiệu ứng MORPH. Cảm ơn cô Văn rất là nhiều. Và tiếp theo cô Thảo xin mời cô Kim Thủy ạ. Dạ, em nói thầy cô nghe rõ không dạ? Rất rõ cô ạ. Dạ, cảm ơn cô Phi Thảo, cảm ơn cô Văn đã chia sẻ. Thì hôm qua em cũng coi MORPH, mà em chỉ coi bằng hình ảnh thôi, tại hôm qua không mở mic được, mà cũng không có tiếng, không biết thế nào mà không có tiếng. Nhưng mà hôm nay cũng nghe lại thì em đã thực hành lại rất là tốt, và hôm nay em cũng rất cảm ơn cô Văn đã chia sẻ cái buổi hôm nay về hiệu ứng MORPH. Em thấy qua cái buổi chia sẻ này rất là tuyệt. Bài về MORPH thì em cũng như các cô cũng đã nghe, cũng đã làm, nhưng mà mình làm xong rồi cái lần học lại lần này nữa, nó cũng cảm thấy là mình sẽ nắm chắc hơn. Và em xin cảm ơn tất cả các thầy cô đã lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn cô Kim Thủy. Chúc cô sẽ có được nhiều sản phẩm về hiệu ứng MORPH để mà bài giảng của mình sẽ sinh động hơn ạ. Và cảm ơn tất cả các thầy cô. Những thầy cô nào thầy cô nào đã tạo được cái hiệu ứng MORPH, xin hãy với bàn tay của mình lên, có thể chia sẻ vài cảm xúc của mình khi mà mình tạo ra được những cái sản phẩm tuyệt vời trong buổi học ngày hôm nay ạ. Hôm qua cô Hoa không học, nhưng mà hôm nay cô Hoa vào muộn, nhưng cô Hoa theo kịp, cô Hoa rất là vui, rất là mừng và không biết nói gì hơn. Cảm ơn tất cả các thầy cô. Vâng, cảm ơn cô Hoa rất là nhiều ạ. Cô Thảo mời các thầy cô trong phòng Zoom mình, còn thầy cô nào có cái ý kiến để chia sẻ thêm về buổi học ngày hôm nay thì các thầy cô hãy giơ tay lên ạ. Và ở trong khung chat thì cô Thảo thấy được của cô Hằng, cảm ơn cô Văn, thầy Tuấn cũng sẽ nói tiếp tục, sẽ ôn lại bài làm tiếp tục. Chúc mừng thầy hôm nay đã theo kịp bài, và thầy chúc thầy có thể tạo ra được nhiều sản phẩm hay hơn nữa ạ. Và ban tổ chức cũng xin cảm ơn tất cả các thầy cô. Đến giờ này thì còn 57 thầy cô vẫn còn ngồi lại trong Zoom để mà chúng ta bắt đầu cùng nhau và kết thúc cùng nhau, để chúng ta có được nhiều cái sản phẩm hay. Và ban tổ chức cũng xin thông báo với các thầy cô là các buổi còn lại của ban tổ chức cũng rất là thú vị và hấp dẫn. Cũng xin mời các thầy cô cùng đón nhận để mình chia sẻ và lan tỏa thêm nữa, để mình mời gọi nhiều đồng đội của mình, nhiều giáo viên vào để cùng học và cùng nhận được nhiều giá trị trong tất cả những buổi học còn lại. Và lời cuối cùng thì cô Thảo xin cảm ơn tất cả các thầy cô đã đồng hành cùng với lại câu lạc bộ. Và xin mời các thầy cô hãy cùng nhau bật mic lên để chúng ta chào nhau và chúc nhau một buổi tối và chúc nhau ngủ ngon ạ. Dạ xin mời các thầy cô cùng nhau mời thầy cô cùng bật ca bật mic lên nha, cùng hát tiên để chúng ta chụp tấm hình là làm kỷ niệm nào. Rồi mình Tuấn ơi, video thì sẽ có nhưng mà không phải bây giờ, video sẽ có nhưng mà chắc phải sáng mai mới loát được lên. Các thầy cô hoan hỉ đến sáng mai hãy nhìn học video lại. Chúng ta cùng bật cam lên và cùng cười nhìn vào để ban tổ chức sẽ chụp hình ạ. Ôi, màn hình số 2 tắt cam toàn bộ luôn rồi, đi ngủ hết rồi. Bật cam lên đi à. Để mà thầy cô bật cam nha, không liệu chụp là không có hình đâu. Ơi, cảm ơn tất cả thầy cô, chúc các thầy cô ngủ ngon. Hẹn gặp lại thầy cô vào buổi học ngày mai nha. Ngày mai mình sẽ có ăn món mới nha, không ăn món cũ này nữa đâu. Mai chúng ta dừng mà. Chúng ta thứ bảy chủ nhật chúng ta được nghỉ 2 ngày cuối tuần. Tuần sau chúng ta bắt đầu tiếp nha thầy cô. Hẹn gặp lại các thầy cô vào tuần sau. Cô tranh thủ xem lại video để ôn lại các bài luôn. Quên, tuần sau mình offline Vũng Tàu nghỉ. Gặp lại các thầy cô tại Vũng Tàu. Vào tuần thứ ba mình học tiếp nha. Hẹn gặp lại các thầy cô ở Vũng Tàu. Xin chào và hẹn gặp lại nào. Bye bye thầy cô, chúc các thầy cô ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cô Liễu năng lượng quả. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chủ nhật. Tạm biệt cả nhà.